Chào chú, chào sở, tất cả mọi người. Hôm nay cháu vào hơi muộn do là... Nhưng mà trước khi vào là cháu nhiều cái nó bực mình nó nổi. Nhưng mà vừa vào Zoom thấy chú cười, anh Thành cười, tự dưng đầu Thấy chưa, hẳn vẫn cầu nhau. rồi. Khó chịu. Cái cũ. Hỏng hỏng hỏng. Dạo gần đây cháu lại có chưa đến cái giờ Zoom mà cháu lại có cái tiếng của chú gọi cháu trong đầu mấy tiếng trước rồi. Nghe sao? Tú đâu? Đấy đấy đấy, Tú đâu, Tú lên phát biểu. Cứ đầu tối trước khi chú gửi link là chú Hạnh đã gọi trong đầu cháu rồi. Chú gọi chủ đó. Có khi chú chú gọi thật. Chú gọi chủ đó. À. Có khi Cháu dạo gần đây này trong ngày cũng ít suy nghĩ rồi, ít suy nghĩ hơn ngày trước rất là nhiều rồi. Nhưng mà nó lại có một cái biểu hiện lạ lạ kỳ, đó là đến cái tầm 3 giờ sáng là dạo gần đây cháu hay mơ lắm. Hay mơ mà là thậm chí là ngủ mơ, ngủ kiểu mơ màng rồi là có suy nghĩ nó chạy chạy nhiều lắm. Nó chạy chạy nhiều lắm. Với là buổi sáng thức dậy thì nó cũng cũng không được khỏe và đầu óc nó cũng có nhiều suy nghĩ, nó nổi nổi lên lắm. Và mình nghĩ nó không nên nổi lên, suy nghĩ nó không nên nổi lên. Không thì cháu cũng không 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 phản đối đâu, không không chống đối là nó đâu, cháu chỉ biết chỉ biết là nó như thế thôi. Tại vì là cũng là do cái thói quen thực hành của mình. Với mình càng ngày mình càng nhận nhận ra cái sự vô thường đó, của niềm vui, nỗi buồn rồi sự khó chịu. Thành ra là mình càng có một cái sự củng cố cho những cái gì mà nó mình cho rằng là nó là xấu ở trong trong mình nữa, cho nên là nó càng củng cố cho sự xuôi thuận, nó càng củng cố cho cái việc không chống đối của mình. Bây giờ mình đang vật lộn với những cái dòng tư duy rất là mạnh mẽ trong mình, tiêu cực. Thì cái thực hành mình có thể làm đó là mình không có phật lòng, không có màng, không có vấn đề với những cái đó. Thì mình sẽ hiện diện với những cái dòng tư duy đó. Mình lắng nghe, mình có mặt. Thì một lúc những cái dòng tư duy nó sẽ chậm lại, nó sẽ dịu lại. Tại vì mình không chống đối, mình không có đàn áp nữa, không có ghét bỏ, không có đè nén. Thì mình sẽ tiếp xúc được với cái năng lực của phút giây hiện tại. Thì dưới cái ánh sáng của cái phút giây hiện tại đó, những gì đang biểu hiện nó sẽ được thay đổi, nó sẽ chuyển dạng, chuyển hóa một cách tự nhiên. Mình không cần phải cố ý, mình không cần phải mưu đồ gì cả.
Ví dụ mình bỗng nhiên cảm thấy nhàm chán, mình nhận ra là có sự nhàm chán. Mình nhìn thấy được, à, nó có cảm giác nhàm chán. Chứ mình nhận biết trong lặng lẽ thôi, nhàm chán. Thì phải thực hành quan sát không gian bên trong của mình mới nhận ra là nhàm chán. Nếu mình thực hành mình không có biết gì đâu. Có một cảm xúc không biết nó là cái gì. Đó là vì mình chưa có mặt, chưa có hiện diện đầy đủ. Thì mình không biết nó là cái gì. Giận, nó có thể mình biết à giận, giận là nó nóng nóng như thế này, nó thiếu kiên nhẫn này, căng này, là giận. Sợ là nó là lầm, co rúm lại, teo lại. Với cháu một hai hôm nay chú có chia sẻ là cái trong 1.000 suy nghĩ mà 999 cái là mình tách ra rồi, nhưng mà còn một cái là mình chưa tách thì mình vẫn là bị đồng hóa. Thế là cháu biết à, thế thì trong mình là còn rất nhiều những cái suy nghĩ mình đang đồng hóa. Thế cho là dần, dần mấy ngày hôm nay cháu đang thực hành này là cháu chấp nhận là cháu không chạy, không đi theo một cái suy nghĩ nào cả, cho dù nó hợp lý hay như nào, không đi theo. Xong rồi sáng nay thì có một cái trải nghiệm là ồ, khi mà mình đã sẵn sàng cho cái việc là trong buổi sáng này này mình thực hành là mình không đi theo, chạy theo một cái gì ấy. Thì cái cảm giác như là sau độ một khoảng thời gian ngắn thì mình thấy yên lắm, mà trong đầu mình nó vẫn chạy, có những cái suy nghĩ nó vẫn chạy, nhưng mà mình thấy cái khoảng khoảng cách mình nó xa, nó xa. Thì cháu đang thực hành theo kiểu đó. Đúng rồi, anh Thành có chia sẻ về cái khó khăn mà quan sát suy nghĩ á. Em cũng thế đó, khó lắm. Khó kinh khủng. Xong rồi chả biết tại sao đến một ngày nào đó tự dưng mình lại nhận nhận ra. Xong rồi có hôm nhận ra chia sẻ với chị Vân. Em vui lắm. Thì có những cái mình nghe, có những cái mình nghe và mình chưa biết làm. Mình cứ nghe, cứ nghe, cứ nghe. Những cái điều mà chú hướng dẫn trong nhóm đó, nó là cái phần tâm trí nó không làm được. Nếu mình dùng tâm trí thì mình không làm được, mình thực hành không làm được. Nhưng mà có cái khác ở trong mình nó biết cái điều chú nói. Thì chỉnh cái đó đó, nếu mình có mặt, mình lắng nghe thì cái đó sẽ làm. Cái đó nó sẽ hiểu. À, đây nè, có cách giữ hai ý nghĩ đây nè. Đúng là càng ngày cháu càng trải nghiệm, đó là khi mình phát tâm cái gì đó thì nhiều cái nguồn lực nó sẽ hỗ trợ mình lắm. Kể cả trong những cái tình huống mà mình chỉ là vẩn vơ đấy nha, mình suy nghĩ về một người nào đó thôi, thì tự dưng hôm sau là cái người đó xuất hiện, hoặc là mình suy nghĩ về một cái vật gì đó thôi, thì hôm sau nó xuất hiện, cái việc xuất hiện ngay trước mắt. Thì cái cảm giác như là nó càng ngày nó càng củng cố cho cái, vì là cái gì khi mà mình phát tâm ra thì nó sẽ xuất hiện đó. Ủa, cái này là cái rất là mới với cháu. À, nhưng mà có cái đoạn này cháu muốn chia sẻ một cái đoạn mà cháu đã làm sai. Thì thực hành đúng thì chú Hạnh nói nhiều rồi, nhưng thực hành sai thì cháu thấy ở cháu nhiều lắm. Đó là mọi người nghe cái chuyện tâm cám rồi ạ.
Thì cái đoạn mà mấy con chim sẻ nó nhặt cái hạt đậu với hạt hạt thóc đó chú, thì cái suy nghĩ của cháu thì cháu có thể ví dụ như là cái suy nghĩ của cháu nó như là hạt đậu hạt thóc ấy. Cháu phân ra là một bên là tích cực, một bên là tiêu cực, và cháu chỉ giữ lại phần tích cực thôi và cố loại bỏ cái phần tiêu cực đi. Có nghĩa mình đem một cái khác, mình thấy cái tiêu cực này mình xấu đó, mình đánh giá bản thân mình luôn, thì cũng có một quãng là cháu làm như thế, thì cháu gặp cái rắc rối là khi mà cái vấn đề nó xảy ra, khi mà cháu gặp đúng cái cảnh đó, cái cảnh mà nó không thuận theo ý mình và nó có cái sự xung đột, thì cái xung đột đấy nó lớn hơn bình thường, nó xảy ra lớn hơn bình thường, mình phản ứng lại dữ dội hơn bình thường, thì sau này thì cháu mới thấy là mình cứ phân chia ra như thế thì mình lại đem cái bản ngã của mình ra, mình phân chia tiếp, mình phân loại nó ra, và mình chỉ giữ lại cái phần tốt, chỉ giữ lại cái phần tích cực, chứ còn cái phần tiêu cực là mình sẽ muốn bỏ nó vào thùng rác, mình muốn vứt nó đi đâu đấy, mình loại nó ra, mình đánh giá nó, mình coi nó là xấu, mình coi nó là một cái gì đối, mình coi nó là một cái đối tượng chú, mà cái đối tượng đấy mình như chú nói là cần phải bị tiêu diệt, thì cần phải bị loại bỏ, và mình có cái ý nghĩa loại bỏ đấy nó rất là công khai, nó gọi là thù địch cho thì sau thì cháu bị vấp mấy lần như thế thì là gặp một cái tình huống nó đúng vào cái tình huống mà mình không thích luôn, và nó đối kháng lại với mình và mình phản ứng lại nó, cháu cảm tưởng như lúc đấy là mình như là một cái con mình như là một cái sự một cái bùng nổ cảm xúc, một cái sự bùng nổ cảm xúc tiêu cực, nó có thể là cái quá trình trước của cháu, cháu cảm thấy như là mình đang bị chế bom, mình ém nó lại, mình chế một cái quả bom, mình chế một cái quả bộc phá, hoặc là mình đút trong túi cái quả lựu đạn trong người là gặp đúng cái tình huống đấy là mình nổ bùng ra, thì đó đó là cái cháu mà cháu cháu về sau cháu nhận thấy là cháu thấy nó hơi không đúng với cái việc thực hành này, đó là mình phân loại và mình cố ý loại bỏ, mình có cái tâm đối kháng với cái suy nghĩ tiêu cực của mình đánh giá mình là xấu, mình đánh giá mình thế nọ thế kia thì gặp rắc rối lớn hơn. Thì lúc mà tâm trí mình nó xen vào đó, nó sẽ chọn chọn tốt, loại trừ xấu, chọn đúng, đè sai, Tiêu diệt đuổi sai đi. Nó là tâm trí đó, nó chọn một bên và nó đổ với bên kia đó. Nó làm cho bên làm cho cái đàn áp nó xảy ra đó. Nó làm cho áp lực áp cốt áp suất nó xây dựng lên. Mình đang làm bom đó, mình đang chế tạo bom. thì đó thì cháu cháu mới ví bản thân cháu là cái con chim sẻ đó, cứ nhặt cái hạt đậu và đặt trong bên cái rổ này, nhặt cái hạt thóc để ở rổ này, hạt thóc là tốt, giữ lại cái hạt rổ này là mình làm cách nào đó mình ghém nó lại, mình bỏ đi hay là mình cái gì đấy, cháu không biết là cháu làm cái gì với nó, cháu đã làm cái gì với nó, nhưng mà cái thời điểm đấy là cứ như là cái bản ngã mình nó chia làm hai, chia làm ba, và nó có những câu chuyện mà nó sẽ loại dùng cái này để loại bỏ cái này, dùng cái hạt thóc để loại bỏ cái hạt hạt đậu, và cháu nghĩ là cháu đã có cái thời gian rất là dài với những cái suy nghĩ như thế, có thể là cái thói quen của mình nó đã rất là lâu rồi, từ lâu đời rồi. Thế nên là
vì mình được dạy là cái gì tốt cái gì xấu đó chú, đó đó cái này tốt giữ lại, mình không được làm thế nọ không làm thế kia, tất cả những cái cài đặt đấy thì nó dẫn mình đến cái đoạn mà mình chế bom, mình điều chế bom. Và trên con đường tâm linh đó của mình đó thì cái tôi nó sẽ ra nó thực hành, đó là một cái ví dụ của cái tôi nó thực hành, nó chọn cái này nó bỏ cái kia, phân biệt mà cái gì là tốt cái gì là xấu. Thì mình sẽ nhận ra à đúng rồi cái này không được. Nó là quá trình thực hành nó tự nhiên như vậy đó, mình sẽ làm như vậy và đến lúc mình nhận ra ồ cái này không được thì cháu đi qua quá trình tự nhiên đó, đó. À, mình thực hành mình thích cái tốt, mình chọn cái tích cực, loại bỏ cái tiêu cực, cái mình nhận ra cái này cũng không được. Không có chọn được, Chọn không phân thấy biệt, không được không không nên phân biệt, chọn không nên phân biệt. Thì bây giờ mình thực hành cũng vậy, ví dụ như chú bảo quan sát không gian bên trong của mình nó gì, mình nên thực hành bằng tâm trí đó, mình sẽ dùng cái tâm trí mình truy lùng coi nó có cái gì không để mình triệt. Coi có cái gì xấu để mình triệt đó 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 đó, thì nó sẽ lại làm giống cháu nói, tức là nó sẽ loại bỏ cái này, thích cái kia, chọn cái kia, sẽ chăm 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 truy lùng đó, truy lùng cái gì xấu là gì triệt đó. Thì mình làm mình sẽ thấy nó căng lắm và nó cũng đi căng đâu, à, nó không đi đến đâu hết, tại vì những cái mình triệt là mình đè nó xuống thì nó trôi lại thôi. Ừ. Nếu mình không đè nó trôi lại. và hậu quả thì mình cũng rất sớm nhận ra luôn chú, mình gặt được luôn sau đấy là cái tình huống, một cái tình huống xung đột với người gia đình trong trong gia đình xảy ra thì bình thường thì nó sẽ không đẩy đến cái mức đó, nhưng mà sau cái đợt đó thì nó sẽ đẩy lên mức rất cao và không chỉ một lần nữa, những lần sau mình lại tiếp tục như thế, mình lại về chế bom tiếp, là mình cứ quả bom sau thậm chí là nó còn to hơn bom trước. Đó, quá trình tự nhiên á cháu, mình làm như vậy đó, đến lúc mình nhận ra ủa cái này nó không có hiệu quả, Vâng. không xử lý được vấn đề. Đấy là cháu có cái quá trình thực hành như vậy. Chú cho ra là tự nhiên ai cũng làm như vậy. Ừ. Và nó thực nghiệm á, mình thí nghiệm cái này nó mấy chục trăm mấy chục lần rồi mới nó không được, à mình sẽ nhận ra nó không được và mình nhìn lại tại sao nó không được, à tại vì nó phân biệt, nó chọn tích cực loại tiêu cực, chọn tốt diệt trừ xấu loại bài trừ xấu, chọn đúng dẹp sai. Phải có sai mới thấy được đúng. Phải có sai mới thấy được đúng, phải có đen mới thấy được trắng, phải có thiện phải có ác mới thấy được thiện. Và lúc mình có cái mình nhận ra những cái đó đó thì nó có cái nhận thức tự nhiên mà không có phải phân biệt, nó biết cái nào. Húc vào tường nhiều thì sẽ thôi không chán không húc nữa. Đúng rồi. Nhưng mà cháu lại thấy là những người chẳng bao giờ có gặp cái vấn đề gì trong cuộc sống thôi. Mọi thứ nó cứ trôi qua rất là bình lặng thì nếu mà đặt câu hỏi những cái câu hỏi thì đơn giản thì gần như là họ không có ý niệm gì về
về cái sự thực hành hoặc là sự để nhìn vào không gian bên trong mình không 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 có. Và tất nhiên là khi mà nói chuyện về cái mà vừa cháu vừa chia sẻ là cái phân chia tốt xấu và vẫn chia như thế, vẫn hệt như là cháu làm trước đó, là phân chia tốt xấu, cái xấu cần bị tiêu diệt, cái tốt cần được biểu dương, cần được vin vào cái tốt để tiêu diệt cái xấu đi. Và cứ vậy không nhận ra bên trong đấy đấy, có thể là đấy là một cái cản trở. Cái cuộc sống bình lặng nó có thể là một cái khoảng cản trở nào đó. Phải có vấn đề thì mình mới tìm đến cái tâm linh đúng không? Nên mình có vấn đề đâu có tìm tìm đạo làm chi hả? Dù Đức Phật mà không có băn khoăn về cái chuyện tại sao sinh ra đời làm chi để mà mình đã già mà chết vậy đó, thắc mắc phải đặt đặt vấn đề. Nếu một người không có vấn đề thì đâu có tìm gì đâu đúng không? Bình yên đâu. Cứ tự nhiên mà sống thôi, tìm chi, có gì tìm, có cái gì thúc đẩy đâu đúng không? Mình phải thấy là nó có cái không ổn ở đây, thành ra vấn đề nó cần thiết lắm đúng không? Phải có sự căng thẳng khó chịu đó, thì mới đặt câu hỏi sao ta, sao nó kỳ vậy đó, tại sao mình giải quyết cái này không có được ta đó, phải đặt những câu hỏi như vậy đó. Cái vấn đề này Thì không đấy, cháu nghĩ đấy là cái ý nghĩa của cái nghịch cảnh nó đến chứ. rồi, phải có nghịch cảnh, phải có khổ thì mới đặt câu hỏi tại sao nó vậy. Thành khổ là khổ đau là rất là cần thiết. Cũng có trường hợp như cháu ngày xưa là cháu nghĩ là mình không có cơ hội để đặt câu hỏi. Cuộc sống nó quá là liền mạch đi, quá là mướt đi, không có cơ hội để đặt câu hỏi, không có khoảng thở, Quá bận rộn quá, quá bận quá rộn bận rộn nữa. để mà đặt câu hỏi. Khi mình về nhà thì mình nằm trong hệ thống gia đình, khi mình đến trường học thì mình nằm trong hệ thống giáo dục, khi mình đến đi đâu đó thì mình nằm, lúc nào mình cũng nằm trong cái hệ thống gì đó, không bao giờ mình thoát được, không bao giờ mình có cái khoảng cách, mình không có khoảng hở. Thì mình không có khoảng hở thì mình đâu có thắc mắc cái gì, còn cái Có tư gì duy của mình chẳng có thắc mắc cái gì cả chú. Cháu cháu thấy là cái thời điểm đó là ôi trời, làm gì có phải thắc mắc gì đâu, đi làm đi đói thì ăn, rồi thì đến giờ thì đi đọc sách, đi tập gym hay đi gặp bạn bè các thứ, đi ăn nhậu các thứ đó. Không có cái nên, thậm chí là nếu mà không được làm những việc gì đấy thì thấy cái khoảng hở đấy nó rất là phí cuộc sống. thấy không hề sao nhá, chú nghe chưa rõ câu. Đâu nghĩ là có nghĩa là mình không có cái việc gì đó làm, mình không làm cái gì đấy để được cái gì đấy thì cái giai đoạn đó đó là cái giai đoạn cuộc đời mình nó bị lãng phí. Cháu nghĩ là như vậy, cái thời điểm đó có nghĩa là mình không làm cái gì đấy thì mình không chịu được, thì là Phi mình thời bị giờ lắm, đúng rồi, phi thời giờ lắm. nghĩ thì giờ mất thời gian là mình đang tiêu tốn cái thời gian của mình, của bản thân mình, của cuộc đời mình, hồn thế mới tài. làm Tu làm làm mà làm ăn cực lực tối về ăn xong cái đó buồn ngủ là giải trí một chút gì đó là sẽ đi ngủ thôi, là cứ lặp lại như vậy, không có thời giờ, đó, nó quá không bận có cơ rồi, hội, không có thì giờ. không đủ thời giờ đặt câu hỏi để mình làm việc làm sao để làm gì vậy đó, lặp lại ăn ngủ tâm tình đi làm lặp đi lặp đi lặp lại như vậy. Chỉ cần dừng lại cái là mình cảm thấy nhàm chán luôn đó chú. Đó, và mình không chịu được cái sự nhàm chán đấy. Chẳng hạn như buổi tối này mình phải đi tìm một cái bộ phim gì đấy xem, mình phải nghe cái gì đấy, mình phải thì cứ phải cái gì đấy, mình phải làm cái gì đấy mới được. Giải trí, Và ngồi phải có yên giải không trí. được. Phải có giải trí mà phải có cái gì đấy nó phải xoa dịu được cái tôi. Xoa dịu cái sao xuyến của cái tôi đó, Đó. tại cái tôi nó căng lắm, nó không muốn đối diện với cái căng thẳng đó, nó phải tiêu khiển, phải nhậu, phải coi phim, phải đi chơi, phải đánh bài, phải tán gái. Thành ra chú nghĩ phải có giờ,
phải có giờ không làm gì cả, không rồi đó thì nó mới thấy được một cái gì đó, mới có những câu hỏi sâu sắc. Nếu mình bận rộn quá với công việc, với đời sống, với sinh kế đó, thì mình không có thời gian, không đủ khoảng cách để mà mình đặt những câu hỏi như vậy, để mình nhìn thấy một cái gì đó, đúng không? Để mình đặt câu hỏi đó, ủa, ăn ngủ đi làm, có vợ có chồng có con, mua nhà mua cửa, già chết vậy thôi à? Đó, mình sẽ thấy, mình thấy được cái lặp lại đó, thấy được cái vô vị của những cái mình đạt được, phải không? À, nó cũng bình thường, không có gì xuất sắc như mình nghĩ hết. Thì đương nhiên có nhiều tiền thì dễ chịu hơn là không có tiền. Nhưng mà nó có giải thoát không? Chưa chắc. Cháu mới mua một cái điện thoại mới, cái điện thoại cháu rất là thích, nhưng mà mua về thì đúng là shipper, shipper vừa đặt vào tay mình cái là thôi hết thích luôn. Ngắn ngủi như vậy mà cháu đã dành cả cả 6 tháng 4 5 tháng cháu nghiên cứu về cái điện thoại đấy và cái chức năng của nó như thế nào, và dường như là mình không thể, cái cuộc sống của mình nếu mà không có cái này thì mình không chịu được, mình phải có cái này. Và khi mà shipper nó đặt vào tay cháu, ở đây thì em giao hàng cho anh chụp ảnh lại, cầm vào tay và cháu mở ra, thế là thôi thế thích, không cái cảm giác ngày xưa không còn nữa, mà ổn thế được đó Bây giờ đó. mình lấy một người vợ hoàn hảo, một người chồng xuất sắc cũng vậy đó chắc. Nó cũng phôi pha như vậy đó hả? Mình phí 20 năm 30 năm để xây dựng một sự nghiệp, một công ty, rồi đạt được rồi nó cũng phôi pha như vậy đó. Mình sẽ đặt câu hỏi rồi sao nữa, vậy thôi hả? Sao mình lại đặt ra một mục tiêu khác cho thấy không? Mình đặt ra mục tiêu khác để cái tâm trí nó hướng đến, nó chạy, nó chạy đua. Không còn cái gì thế gian này nữa ha, thế giới vật chất mà có thể thỏa mãn mình lâu dài hết. Thì đó là ví dụ đó, đó cho thấy đó, đó một cái mình rất là quan tâm đến, mình nghiên cứu mấy tháng. Nó không không mang cho mình cái hạnh phúc lâu dài như mình nghĩ. Niềm vui đó nó bèo bọt. Cháu thì cháu không dám nói đến chuyện lấy vợ, vì có thể vợ cháu xem Làm sao? video Anh nó xấu em hả? Nó xấu. cái gì mà cái điện thoại Chỉ dám ví dụ là cái điện thoại thế. Chỉ dám ví dụ là cái điện thoại thôi, không dám nói là con người khác. Nhưng mà đúng là cái niềm vui khi mà những cái mình thỏa mãn những cái nhu cầu như thế nó rất là ngắn ngủi, và nếu mà mình cứ quan sát bản thân mình thôi thì mình chẳng nhìn cái gì cả. Mình nhìn những cái ví dụ mình cái đồ mình mua, những cái chiếc xe, những cái thứ mình đạt được, hoặc là không biết là lớn lao hay nhỏ, nhưng mà mình có dành thời gian tâm lực cho nó, mình dành cả tài chính cho nó, thì mình nhận ra rất nhanh là khi mình có nó rồi thì cái niềm khao khát, cái niềm vui vẻ với cái sự đấy nó qua rất là nhanh, nó ngắn ngủi. Và nếu mình không đặt câu hỏi là ô thế 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 thì thế này thôi à, thì và mình nhận thấy cái chuyện đấy là cái chuyện bình thường, mình coi nó là cái chuyện bình thường thì thôi chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà mình thực hành thì mình sẽ phải nhận ra, mình nhìn thấy toàn bộ cái diễn biến, cái tâm trạng của mình nó trong cái quá trình từ cái lúc mà mình suy nghĩ về nó, mình nhìn thấy nó lần đầu tiên và đến lúc mình có được nó,
thì mình sẽ thấy được là một cái con người rất là một cái bản ngã rất là rõ ràng ở trong cái việc như thế. Ở đó là cho quan sát được như vậy. Ví dụ bây giờ Tú để dành tiền để mua một cái xe xe hơi chẳng hạn, hả? 10 năm, 5 năm gì đó, đặt làm cật lực, làm thêm thời gian, ở lại sợ, không dám tiêu, không dám ăn, cái mua được chiếc xe hơi, thì nó vui được không một hai ngày thôi. Bạn bè, chà, mày có cái xe đã quá. Tôi nghĩ bùng. Ừ, đã. Nhưng bây giờ hết rồi. Bây giờ hết đã. Đó. Mày thấy đã, tao không thấy đã. Mày không dám nói ra, tại vì nói ra tưởng mình khùng. Không mà bảo là mình tránh á. À, chặn, chặn. À, Tránh. mày có rồi, mày chặn có. À, tao chưa có, tao vẫn muốn. Cháu đi tham dự một cái bữa tiệc liên hoan là thì anh mua mua một chiếc xe mới anh mua một chiếc xe mới thì cho nên nó hỏi hey, hey, bây giờ có cái xe dựng ở sân rồi, có xe để ở sân rồi mới cõng để sân và ngồi ở cạnh cái xe đấy ăn bữa tiệc đó và hỏi anh đấy là anh thấy mình mua cái xe này thì có còn anh thấy cảm giác sao, nhưng mà là chẳng sao cả, chẳng có cái gì cả, Chẳng có cứ cái gì cả đó. bình Chẳng thường, cứ bình đó. thường chẳng có gì. Đúng Đó vậy đó, đó đúng vậy đó. thì mà rõ ràng là trước đấy là 3 4 tháng theo khi là cả năm trước là anh cũng đã nói chuyện về những cái chiếc xe như thế rồi, đã thích rồi cái model đó, cái kiểu đi dễ, những cái ứng dụng của cái xe đấy đã có trong đầu hết rồi và chuẩn bị cho nó hết rồi, chỉ có đến cái gara và mang nó về trả tiền. Và ngay cái bữa tiệc của ngày hôm đấy cái xe nó về đến nhà thì hỏi anh ấy là anh cảm thấy thế nào thì anh nói cũng bình thường. Một cái chữ bình thường mà cháu nghe cháu thấy chán quá. Giỏi lắm là 1 tuần. Ừ, giỏi lắm à, tại vì có những người khen cái mình thích khen. Mình thích khen ấy, thích lời khen đó, thì mình thấy à cũng vẫn được, không sao nhưng mà cũng được. Tú để dành tiền mua cái Tesla Cybertruck trong xóm, chị vùng tên mình chỉ có mình có chiếc xe đó thôi. À, đã lắm. Trăm 20.000 đô. Thì người thực hành á, phải nhận ra những cái đó, nhận ra là cái mình mơ ước hóa ra nó không có như mình nghĩ. Phải nhận ra được cái đó đó thì nó mới giúp cho mình để khỏi phóng tâm về một mục tiêu mới. Tại vì nó cũng như vậy thôi, nó phôi pha lắm. Tức là cái vật đó nó còn vô thường phải không? Ví dụ cái xe đó, chú nhớ ngày xưa đó, chú thích mấy cái xe đạp ngày xưa đó, ủa cho nó đẹp, màu sơn gì đâu, thích quá. Cái rồi về vài năm nó cũ rích rồi hả, sơn nó bạc màu rồi, xét rị tùm lum. Cái mình nhớ trong đầu mình, hồi xưa cái xe nó đẹp lắm, bây giờ tại sao nó thế này? Đó, đó là bên ngoài đấy, bên ngoài là nó phôi pha như vậy đấy. Nhưng bên trong cho thêm, mua về cái nó hết tích rồi. Thấy cũng bình thường. Tức là nó vô thường cả bên trong và cả bên ngoài. Bên ngoài cái vật đó nó cũng không được giữ được cái nguyên trạng của nó. Bên trong mình vậy, cái thích của mình đó, ám ảnh về cái đó nó cũng phôi pha, nó cũng tan biến.
sống nó hay lắm, nhưng nó mình cứ nhìn xong là mình lại quay vào mình nhìn ở bên trong thì mình nhận thấy có những cái điều rất là mới mẻ, nhưng mới cứng mới lắm. Không gian bên trong của mình á, là cái nơi các bạn để tâm khám phá. Chú có thể nói một cách chủ quan là mình có biết gì nhiều về không gian bên trong của mình. Mình lo mình khám phá thế giới bên ngoài không? Lo đi leo ngọn Everest. Bên trong mình cũng có Everest, mình biết. Cháu có cái một cái nhìn như thế này, tức là khi mà con người người ta cứ đặt ra mục tiêu và mà sẽ có rất là nhiều người ta đạt được, cho nên là người ta cứ tiếp tục, người ta cứ tiếp tục để người ta khi mà có một cái xe, người ta sẽ mua một cái xe ngôi nhà, rồi để mua được xong ngôi nhà, người ta sẽ mua thêm một ngôi nhà rộng hơn, tức là họ có một cái lộ trình và có những người người ta đạt được. Thành ra những cái người mà đạt được nên nó cũng tạo ra một cái hiệu ứng cho cả một cái xã hội. Và những người mà người ta chưa đạt được thì người ta lại 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 đặt câu hỏi là có lẽ nào là do mình chưa cố gắng, chưa đủ cố gắng, chưa đủ nỗ lực nên là tôi chưa đạt được. Thì thành ra họ vẫn cứ đi, cứ chạy theo cái hướng mà những người mà người ta thành công, người ta đã làm, thì thành ra nó bây giờ lại thêm được là cái mạng xã hội, cái truyền thông nó rất là mạnh, những cái nguồn thông tin mà để chia sẻ những cái cơ hội làm giàu nó rất là nhiều, thành ra là nó cũng tạo ra một cái chiều hướng, và những cái luồng thông tin nó được rất là nhiều người ta tiếp cận. Và mà cái chính ấy, mà cháu có để ý thấy là tức là những cái mục tiêu, những cái mục tiêu mà những người mà theo đuổi tâm linh thì đến bây giờ thì họ không còn quan trọng nữa, nhưng mà những người bình thường thì họ vẫn có cái khả năng họ đạt được cái những gì mà họ đã đặt ra, và họ 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 thành ra là họ vẫn cứ tiếp tục để theo cái sao tự dưng mình lại nói bị rối thế này nhỉ? Tức là Mẹ, em đấy. Đâu em? nếu Thành không có nhận ra đó là cái ước muốn về cái điện thoại của mình đó, nó phôi pha đó, thì Thành sẽ đặt một mục tiêu mới. Bây giờ cái đồng điện thoại có rồi, bây giờ phải kiếm cái xe máy đó. Đời gì, đời bao nhiêu đó. Loại gì đó. vâng, tức là họ có khả năng họ họ đạt được, cho nên họ vẫn tiếp tục. Thì cái điều ở đây đó mà chú muốn nói đó, nó là cái nhận ra cái điều mình nghĩ và lúc mình đạt được đó, nó có giống như mình nghĩ không? Đó là cái quan trọng. Vâng. Nhưng mà có một cái đúng là họ không nhận ra được, đó là cái niềm vui ngắn ngủi của cái việc mà mình sở hữu được một cái gì mới. Họ không nhận ra được. Thì đúng rồi, thì nó là quá trình vô thức cơ mà, nó mờ mờ như vậy đó. Thành nhận ra được, ủa cái này nó không có huy hoàng như mình nghĩ. Mình mất mấy tháng mình nghiên cứu, mình tưởng nghĩ đến cái đó mà bây giờ nó đạt được xong là thế này, nó không 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 thích nữa, không còn hứng thú nữa, không còn rực rỡ và huy hoàng như mình nghĩ nữa. Tại vì mình có nhìn thấy được cái đó, có nhớ được là mấy tháng này mình để tâm đến cái này, còn nếu mình sống mà trong bận rộn đó, à bây giờ tới đây nó hết chán, nó hết 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 hứng thú ra được cái điện thoại thông minh, hết hứng thú rồi. Bây giờ mục tiêu kể là gì, là phải đặt ra mục tiêu, tâm trí đặt ra cho mình đó, đặt bây giờ cái tệ là phải mua cái xe the dream gì đó, xe gì
ngon lành đó đại khái vậy, tức là tiếp tục đặt ra mục tiêu, tiếp tục giống như là đề ra một cái hướng đi để cái tâm trí nó hướng đến và mình chạy theo nó. Thì nếu mình không nhận ra đó, không có sáng sáng tỏ ở trong bên trong mình đó, thì mình sẽ không nhận ra được cái nhàm chán, cái vô vị của cái mục tiêu mình đạt được, tâm trí đạt đặt ra và mình đạt được, nó không có gì bền vững. Nhưng mà ngược lại, nếu các bạn khám phá không gian bên trong của mình đó, thì càng khám phá nó càng hứng càng khám Cháu càng đồng ý đạt ạ. đó, càng khám phá càng đạt được cái mình muốn. Ví dụ như nhận ra suy nghĩ, bây giờ nhận ra rồi đó, nhận ra suy nghĩ rồi, thấy được rồi, thấy được cái khoảng cách giữa hai tư tưởng này đó. Và ở được trong cái không gian yên lặng đó rồi thì mình tiếp tục, nó sẽ đi sâu hơn và nó sẽ hứng thú, nó sẽ có cái không gian tĩnh lặng ở trong mình, dễ chịu. Như vậy có nghĩa là mình không làm giàu nữa, không có, mình còn vẫn làm việc, mình vẫn có lợi nhuận mà có thể là dễ dàng hơn ngày xưa nhiều, tại vì mình biết công việc nó cần cái gì và mình không quá bận tâm bởi những cái suy tư viển vông đó, tưởng tượng về ngày mai tương lai, mình không có phí công bởi những cái đó nữa. Mình biết công việc này nó cần cái gì, mình chỉ ngồi yên, chứ là mình biết nó cần làm cái gì, cái việc gì cần làm, thế là mình làm mình thành công. Như cháu thì cháu tập trung vào công việc là tốt hơn, Đúng rồi, đúng rồi. và thậm chí là mình làm mình không mình thì không có sự khổ trong cái công việc của mình. Đúng rồi. Cái khổ trong cái công việc của mình nó cái vất vả thì cháu công nhận là cháu bây giờ cháu lại tăng thêm cái thời gian cháu làm ở trên trên farm lên mấy tiếng nữa, Rồi. và thậm chí buổi tối khi mà không có Zoom có gì thì cháu lại lên cháu lại lần mẩn cháu đi xem các thứ rồi thì lại loanh quanh cứ lủi thủi trên đấy một mình, nhưng mà cháu không bao giờ cháu thấy cháu gặp cái cảm giác mà cháu ngại cái việc đấy, không có cảm giác là mình cảm thấy như như người ta gọi là cảm thấy là mình vất vả, mình vất vả nhưng mệt thì có mệt chú, cái mệt của cái thân xác là có mệt và cũng có cái hậu quả của nó, nhưng mà bảo là vui thì cháu rõ ràng là cháu rất rất là thoải mái khi mà được làm như thế, và cái thời gian mình làm cái tập trung mình tập trung vào thì được 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 nhiều hơn, mình sẵn sàng mình làm nhiều hơn, và cháu không biết là cái sự gọi thông thái nó có đến hay là cái ấy không, nhưng mà không thấy có cái sự gọi là mệt mỏi hay khổ với cái tinh thần của mình trong cái công việc của mình nữa. Cháu thấy bản thân cháu là như vậy, cháu nghĩ là như thế thì công việc của mình chắc chắn nó sẽ tốt hơn, cái tốt hơn đấy nó là cái hậu quả đó chứ, Đúng rồi. nó là cái đi theo sau cùng Kết quả đó. của cái cách nhìn mới. Cái tôi nó Nó lo cũng không lắng lắm, cái lôi nó lo lắng, nó căng thẳng, nó sợ, nó lo sợ sống con đó, nó căng lắm. Thì chú bây giờ nghĩ không biết sợ ma nữa chú. Một mình loanh quanh ở trên đấy nhưng mà chẳng sợ một cái gì, nhưng mà như như cháu của ngày trước là rồi thì tưởng tượng ra đủ các thứ là rừng cây rồi chim cú nó kêu rồi thì ôi trời ơi không chịu được, sẽ nhưng bây giờ sẽ cọc nấp ở thì đâu vô mình. vâng đó là cái loại mà cháu nghĩ là cháu cũng thấy được. Chú nghĩ những người mà tập thiền giỏi đó, là làm việc hiệu quả lắm, nó thoải mái lắm. Làm thương mại cũng thấy rõ vấn đề, cần cái gì. Bớt những cái viển vông của cái tâm trí đó, của cái bản ngã đó, thì nó bớt căng lắm. Mình biết cả nó cần cái gì và mình làm có sự tập trung, có sự có mặt, hiệu quả hơn. Mình tính việc gì nó cũng có sáng tạo. Mình đặt câu hỏi thôi, chỉ đặt câu hỏi thôi, cái này làm sao ta?
với những cái yêu cầu này ABC này đó. Bây giờ cái việc này nó yêu cầu ba cái điều này, làm sao ta? À, mình giờ đặt câu hỏi vậy thôi, cái sáng kiến nó đến cái mình chụp liền thấy liền, tại vì trong cái khoảng lặng đó nó dễ thấy lắm, cái tư tưởng sáng tạo nó đến là mình thấy liệt liền, mình thấy đúng là cái này quá hay. Wow, cái này thì thật là tuyệt vời đó, và mình biết rằng mình cũng phải nghĩ ra cái đó. Mình chỉ nhận cái hoa trái của cái thiền quả thôi, nó đến từ nguồn nguồn sáng tạo, cái Tôi thấy sống bản không. thân cháu là có lúc bản thân cháu có lúc là chẳng làm gì cả chú, không làm nổi cái gì, nhưng mà có lúc là làm rất ác liệt, làm rất là quyết đoán, làm rất là đâu vào đấy. Rất giỏi. Nó mà Nhiều nó cái nó bất không ngờ à, mà nó hứng, nó có mặt, nó vui phải không, nó quá. Không. có niềm vui, nó có sự thong dong an nhiên tự tại, tại vì nó cái tôi nó không có mạnh để mà nó áp đảo mình, ăn hiếp mình. Tôi nghĩ là đó là những cái mà cháu thấy là mình may mắn, mình có cái sự tiếp cận nó hợp lý, phục vụ tốt cho cái đời sống của mình hơn. Thành ra chú nghĩ tâm linh thiền tập là một cái thói quen rất là hay đó, một cái giúp cho mình sống theo thoải mái hơn nhiều đó. Thì thực hành hay không thực hành thì vẫn cứ phải sống thôi. Một ngày nó vẫn trôi qua, một cuộc đời mình nó vẫn thế, vẫn trôi qua. Có tỉnh thức cũng phải trả tiền nhà. Rồi, đến tháng thì vẫn hóa đơn. Phải trả góp đúng đấy. Phải trả góp tiền điện thoại. Trả góp tiền xe hơi. Tỉnh thức không có miễn phí được, không có trình bày trình trình cái bằng tỉnh thức ra mà nãy bây giờ cho tôi miễn phí. Thì cháu thấy là bản thân thì cái công việc thì nó vẫn tốt đó chứ, có phải đi ngang hay đi xuống đâu, có cái sự phát triển, Đó. và cháu nghĩ là ai cũng có thể là như thế. Vì là như cháu thì cháu ngày xưa cháu có tưởng tượng cháu như là một cái mái tôn thôi. Có cái gì lại mà được ở đây cả. Mình sống trong cái tâm thế này đó thì mình đi đâu mình cũng lan tỏa cái nhận thức, cái tự do, cái yên ắng. Cái tự do nó vui lắm chứ, thật sự là cháu thấy là cái cảm nhận được cái tự tự do mà cháu không bao giờ chưa bao giờ cháu có cái sự trực nhận sâu sắc, cái sự trải nghiệm sâu sắc về cái sự tự do, cái sự cởi trói, cái sự mà buông thư, nó tốt như vậy. Ít ra là cái cuộc sống trước của cháu đã trải nghiệm, chứ chưa bao giờ biết đến thế. Thì Ed Hattori cũng nói là ở trong tù có thể cảm thấy tự do. Cháu thấy cái câu quá. Trong mình nó có cái nhà tù, hoặc là nhà tù tâm trí. Nhà tù được tạo nên bởi suy nghĩ, đúng không? Tạo một cá thể là mình ở tù rồi đó, lúc mà nó có cái tôi là ở tù rồi đó, tại có cái tôi là có vấn đề, không có cái tôi đó hả, là cái tôi nó bé bé đó thì thoải mái, không có phải lo lắng gì nhiều. À, bây giờ mình dừng ở đây được rồi. Chú để cho mọi người đi ngủ. Chú hẹn gặp lại tối chủ nhật. Cảm ơn chú. Cảm ơn Thành, cảm ơn Tú, cảm ơn tất cả các bạn.